Xin kính chào tất cả các bạn. Hiện bây giờ là 10 giờ 47 phút sáng Chủ nhật. Hôm nay là ngày 18 tháng 8 năm 2024. Mình đang ngồi uống trà đá nghỉ giải lao trong giờ làm việc. Xin bỏ ra vài phút giải trí thời sự đến với tất cả các bạn. Trước tiên cũng như thường lệ, xin mời toàn thể tất cả các bạn uống trà đá và xin phép các bạn cho mình uống một miếng trà đá. Các bạn nhìn về cái nền kinh tế của Việt Nam của mình phát triển được cái gì ngoài cái mà người dân của mình làm nghề nông bán bao nhiêu tấn sầu riêng qua bên cho Trung Quốc á, thì Trung Quốc nó cũng bán lại bao nhiêu tấn nho trái cây hàng hóa của nó. Trước mắt là thấy người dân Việt Nam của mình xài hàng điện tử, tivi cộng dây sạc, điện thoại Oppo của Trung Quốc. Đại gia của Trung Quốc nó đem tiền qua, nó đầu tư, nó mở hãng xưởng ở bên nước Việt Nam của mình. Nó dùng người Việt Nam của mình làm nô lệ gia công với cái mức lương giá rẻ để làm giàu cho cái bọn Trung Quốc. Rồi, đại gia của mình ở Việt Nam nó động động là khoe nào là đại gia chứng khoán đồ này nọ. Có một cái người đại gia nào mà đi qua bên Trung Quốc mà bỏ tiền ra đầu tư ở bên Trung Quốc mà xây hãng xưởng mà sản xuất ở bên Trung Quốc không? Có một người nào không? Không. Cộng sản Việt Nam á, tụi nó chỉ có biết khôn nhà dạy chợ, nó giỏi nhất là nó hà hiếp người dân, nó đàn áp người dân của mình. Đó, ai mà phát biểu lên tiếng nói làm YouTuber mà nói đụng chạm tới nó phạt người ta 5 năm tù, 6 năm tù. Đó, còn các bạn thấy cái thằng cha gì mà cựu chủ tịch ở ở Thanh Hóa hay Hà Tĩnh đó, báo chí ở bên Việt Nam nó loan tin đó, ăn hối lộ 14 tỷ Việt Nam đồng mà nó chưa đem ông nó ra xử, mà nó dùng cái từ báo chí, nó dùng cái từ đó là đề nghị chứ chưa có đem ra xử, chưa có bản án bằng gì, ăn hối lộ 14 tỷ. Đó, các bạn thấy không, người của nó ăn hối lộ. Chẳng qua đó, cái dân trí của người Việt Nam của mình, người ta không có cái nhận thức ra được á, giữa cái ăn hối lộ và những một cái người mà người ta làm cái người công dân bình thường mà người ta ăn cắp 3-4 tỷ ở trong những cái nơi mà cơ quan người ta làm việc, so với mấy cái người mà người ta làm công chức cơ quan người ta ăn hối lộ, nó cũng là cái ăn cắp. Cái khác á, là cái thằng nó có nó ỷ quyền ỷ thế, nó có chức vụ, nó ăn cắp tiền ở trong ngân khách, gọi là ăn hối lộ. Còn một cái người mà giống như mình đi làm ô sin mà về hoàn cảnh khổ sở quá, không có tiền để mà trị bệnh cho cha mẹ mình, ăn cắp của gia chủ của mình 3 tỷ 4 tỷ, ăn cắp vài chục cây vàng, nó cũng là ăn cắp. Mà tại sao cái người dân người ta ăn cắp á, thì nó đem người ta ra, nó phạt người ta đó là 13 năm tù. 13 năm tù. Có nhiều người á làm quản lý ở trong mấy cái hãng bán điện tử iPhone, luồn ăn cắp iPhone, iPad đồ ra đó, trị giá khoảng chừng 1 tỷ mấy, 2 tỷ. Nó nhốt người ta 15 năm tù. Đó, còn người của nó, cái ông cựu chủ tịch gì mình quên tên, ở Hà Tĩnh Thanh Hóa vậy đó, ăn hối lộ 14 tỷ Việt Nam đồng mà nó chưa đem ông đó ra xử, nó chỉ có dùng cái từ đó là đề nghị. Đề nghị đó thì ai cũng biết, người dân của mình biết, cái ông Tô Lâm là ổng lên một cái là người dân của mình càng khổ, cái đó là thực tế thôi. Tại vì trước đây ông Nguyễn Phú Trọng ổng còn sống mà ổng còn răn đe nội bộ, các bạn biết không, ổng còn đốt lò. À, bây giờ ông Tô Văn Lâm đấy, bây giờ thôi dẹp đi, tập trung cho lo kinh tế đi. Ở Việt Nam sản xuất được cái gì? Có bán một cái hàng điện tử, điện thoại di động nào ở bên Trung Quốc không? Trung Quốc nó đem hàng của nó qua Oppo Phone, Huawei Phone, xe ô tô điện Wuling. Còn mà xe ô tô điện VinFast nó có bán được cho một cái người Trung Quốc một chiếc nào chưa? Hay là đem qua ngoại giao tặng cho nó? Các bạn không, nó khôn nhà dạy chợ mà nó không biết. Cái đám này mình nói thiệt với các bạn đó, nó ngu dốt lắm. Nó từng là một cái thời mà ở trong du kích mà trong gừng trong gú, nó ra nó đâu có cái trình độ gì đâu mà
đời á hả, lên lãnh đạo nó không có kinh nghiệm, nó không có tài năng, nó không có chất xám, thì làm sao mà nó đưa cái đất nước Việt Nam mình lên được. Chẳng qua mình hiểu được mấy cái người dân Việt Nam của mình đó, tâm lý các bạn mới không sống trong cái xã hội hồi nào tới giờ mình khổ, rồi bây giờ mình thấy cơ sở hạ tầng nó phát triển lên, cái đầu mình tự hào dân tộc đồ này nọ. Nhưng mà các bạn đâu có biết bao nhiêu tiền tài của cải, bao nhiêu cái mỏ, mỏ nhôm, mỏ cát trắng, mỏ bauxit, mỏ này mỏ kia, kể cả ở ở ngoài biển, ngoài khơi biển Vũng Tàu mình cũng có mỏ dầu. Trước đây Liên Xô đó nó vô nó hợp tác, nó khoan cái mỏ dầu và nó ăn chia với lại chính phủ Việt Nam. Mà có bao giờ nó chính phủ Việt Nam mà nó công bố lời hay lỗ từ ở trên cái mỏ dầu đó, còn cần cần cái mỏ quặng bauxit rồi những cái đất hiếm ở Việt Nam. Ở Việt Nam mình có cái mỏ đất hiếm. Tụi Trung Quốc nó qua bên Việt Nam nó xây nhổn ga Hà Nội, đường đường sắt nhổn ga Hà Nội, Cát Linh Hà Đông. Nó lấy những cái mỏ của Việt Nam của mình nó trừ ra hết, trừ nợ ra hết. Các bạn mà có muốn biết hay không á, các bạn đọc báo chí á, mấy cái nước mà ở bên châu Phi á, một con đường và một vành đai đó, nó lường gạt ở bên Sri Lanka đó, nợ nó không có tiền trả, các bạn biết nó làm sao không? Thằng Trung Quốc á, nó đòi lấy cái cảng, nó lấy rồi chứ không phải đòi, nó lấy cái cảng, nó trừ qua cái nợ ở bên nước Sri Lanka đó. Sri Lanka dây nợ của nó làm cao tốc cơ sở hạ tầng đường cầu xá đó, cơ sở hạ tầng không có tiền trả nó, Sri Lanka đó đưa cho nó một cái bến cảng để trừ nợ. Đó, rồi mai mốt cái thằng Liên Xô à, nó vô nó dùng cái đạ cái cảng Cam Ranh đó. Các bạn biết cảng Cam Ranh làm gì không? Để nó chở hàng hóa vô, nó xây cho một cái lò nguyên tử, điện nguyên tử, phát điện lò nguyên tử Nga Xô, nó vô nó giúp cho Việt Nam. Nó giả bộ thôi, nó phải đưa tàu tàu khách sạn nhà ở của nó chứ, nhân viên kỹ sư chuyên gia của nó phải ở đó làm việc chứ. Mẹ, trong khi thằng Nga, mẹ, thế giới cấm vận của nó gách nghèo gách mồng tơi, không có mua bán gì được hết đó, làm không có ra được. Máy bay của nó bây giờ không có đồ phụ tùng, máy bay dân sự của nó, hàng không của nó không có đồ phụ tùng, bay thử thôi cách nay mấy tháng chỉ có bay thử thôi mà máy bay của nó đã bị gớt rồi. Nó bị cấm vận, nó không có mua đồ được đồ phụ tùng để mà về nó bảo trì những cái chiếc máy bay với dân sự hàng không của nó. Mà lấy đâu ra mà nó có đủ chất liệu, vật liệu xây dựng, mọi thứ để mà nó làm cho Việt Nam một cái lò nguyên tử. Mà chẳng qua tụi nó điện đàm với nhau, ba thằng tứ tam ác của nó là thằng Tàu, thằng Cộng sản với thằng Nga Xô đó, nó liên kết với nhau. Ba thằng thằng Nga Xô nó đưa kỹ sư bác học của nó qua để nó thiết kế, nó xây cái lò nguyên tử, còn vật liệu là từ ở đâu ra, từ Trung Quốc nó đổ về, nó đổ về. Chừng nào mà cơ sở hạ tầng ở Việt Nam của mình đó, mà thầu, mà thật sự mà thầu của người dân Việt Nam của mình, kỹ sư người Việt Nam của mình, máy móc thiết bị mình làm cơ sở hạ tầng cho chính của mình. Giống như mình xây cái ngôi nhà đi, tự mình mua cát đất gì của mình, xi măng rồi tự mình làm lên. Còn cái lần này mỗi lần mẹ thầu mà thằng Cộng sản này á, nó cũng mánh khóe điếm đàng lắm. Các bạn biết không, nó đưa nhà thầu mà thằng tụi Trung Quốc mà nó giỏi về kinh doanh đó, nó đi vô Việt Nam làm ăn không có lợi cho nó, sức mấy nó làm à, nó dụ mấy thằng Cộng sản Việt Nam ở Lăng Ba Đình đó, đi qua bên Nhật dây tiền của Nhật Bản, dây tiền ODA để phát triển cơ sở hạ tầng rồi xây ngân hàng quốc tế nữa. Không phải là tốt lành gì mà tụi nó đốt lò chống hối lộ đâu. Tại vì World Bank, ngân hàng thế giới, mỗi khi mà người ta cho vay á, tới một cái giai đoạn nào là người ta gửi cái phái đoàn ra, người ta nói ok bây giờ anh nói là anh vay chúng tôi là 8 tỷ, 8 tỷ mỹ kim, anh làm cái đó. Nó đi qua nó xét về công trình, các bạn biết không, nó biết là thất thoát, bị mất đi tiền thì nó mới điều tra. Thì ở bên đó Việt Nam nó mới bày đặt, nó mới nói thằng này thằng kia đồ, nó rút mấy ngàn tỷ bà Trương Mỹ Lan đồ này nọ. Tổ Trung Quốc hả,
nó giỏi về kinh doanh lắm, nó đi xuống Việt Nam á là nó luộc cái thằng Việt Nam, chứ không bao giờ. Bây giờ các bạn thấy đường xá cao tốc đi, người dân Việt Nam của mình mà đi lên mà đóng tiền phí cũng từng bót đi, nhà đầu tư của Trung Quốc là nó thâu lại hết đó. Ở trong đó hả, Đài Loan cũng một mớ, Hàn Quốc cũng một mớ, rồi Singapore cũng một mớ. Sao các bạn không tự hỏi? Hàn Quốc á hả, nó không có làm ở bên nước nó tiện nghi vậy, nó không làm, người của nó thông minh chuyên gia đầy đủ nó không làm, mà nó phải đi dọn qua Việt Nam nó làm. Ở Singapore tại sao nó không có dùng tiền nó đầu tư bất động sản á, nó mà nó đi qua qua Việt Nam của mình nó đầu tư vô bất động sản. Các bạn thấy cái thằng Trung Quốc không, trước đây không, cái thằng mà Evergrande đó, nó đi qua bên Singapore đó, nó thấy cái hòn đảo quan không có sử dụng đó, nó hợp tác với Singapore, nó bỏ đâu ra 1 tỷ mấy tỷ Mỹ Kim gì đó, 2-3 tỷ gì đó, xây nguyên một cái đô thị, bây giờ bỏ quan để cho người ta tới người ta làm triển lãm á, quay YouTube đó, nguyên một cái đô thị luôn, hoành tráng luôn, không có một bóng người vô ở nữa. Ở nước Trung Quốc 1 tỷ mấy người, đất đai của nó rộng quá chừng luôn, nó không làm ăn mà đi đi xuống dưới Việt Nam nó mở hãng mở làm cái gì? Chẳng qua nó muốn đi xuống với nó dời cái hãng xuống đấy đó là nó muốn lách luật thôi các bạn biết không. Khi nào mà châu Âu với châu Mỹ mà chiến tranh thương mại với nó là bắt đầu hả, nó dùng những cái hãng xưởng của nó ở dưới Việt Nam của mình, nó tụi Trung Quốc đó, nó coi như là một cái tỉnh của nó vậy, nó sản xuất, nó bán hàng nhôm, hàng sắt, hàng tất cả mọi thứ, những cái hàng gì mà quốc tế người ta cấm đó. Nó đàn áp nhân quyền của bên Trung Quốc đó, có những cái loại hàng người ta cấm đó, các bạn biết không đó, nó mượn đường nó gửi xuống Việt Nam của mình nó xào tới xào lui, xào tới xào lui, dán cái mạc của Việt Nam vô gửi qua bên châu Âu, gửi qua bên châu Mỹ, qua Canada để né thế. Không phải là né thế nhưng mà bán phá giá, bán phá giá, tại vì cái đồng lương ở bên Trung Quốc á, sản xuất á, nó cao hơn là cái đồng lương ở bên Việt Nam. Nếu mà sản xuất một cùng một cái sản phẩm á, ở tại Trung Quốc á, thì xuất khẩu qua bên Mỹ hay là trên toàn thế giới á, những cái nước châu Âu á, những cái nước tư bản á, thì bán á, khó phá giá là tại vì lương của người Trung Quốc là bây giờ nó cao hơn là lương của Việt Nam. Còn cái đồng lương Việt Nam của mình nó rẻ, thì sản xuất ra cái sản phẩm nó rẻ thì còn đi phá giá được, các bạn biết không? Đó. Cho nên tại sao mà những cái nước tư bản á, là người ta gành thằng Việt Nam đó, mà là một cái cảng trung gian mà để cho cái thằng Trung Quốc nó lợi dụng cái mảnh đất của mình mà nó sản xuất hàng ra để mà nó bán phá giá trên toàn thế giới. Đó thì các bạn thấy đó, ông Tô Văn Lâm á, đi qua bên Trung Quốc ngày hôm qua. Việc đầu tiên á, các bạn đi biết biết ổng đi qua bên đó ổng làm cái gì không? Ổng có cảm ơn mấy cái nhà đầu tư đẩy phát triển mạnh vào Việt Nam cơ sở hạ tầng. Mấy Việt Nam mình, mấy thằng dư luận viên đồ động động nói Việt Nam bây giờ phát triển lắm, đường cao tốc bây giờ thoáng lắm, mà nó không có trả lời là tiền đó là tiền của ai. Ví dụ như bây giờ báo chí nó đăng đây Đàm Vĩnh Hưng là nổi tiếng là cái đó, Cường Đô La nổi tiếng là nhờ chứng khoán, Phạm Nhật Vượng nhờ bán xe ô tô điện VinFast, còn các ông kia là nhờ cà phê Trung Nguyên, bà Trương Mỹ Lan là nhờ trùm bất động sản. Các bạn có nghe ai mà nói ở Việt Nam mà có cái thằng Việt Nam nào mà nó làm một cái thầu gì không, xây cơ sở hạ tầng không, cái đường cao tốc Bắc Nam nó có thằng nào làm chủ không? Nó toàn là nó dùng cái từ là người nước ngoài không à. Người nước ngoài là ai? Người nước ngoài là cái bọn China đó. Ở đây á, mình muốn dẫn chứng với các bạn á, Việt Nam nó muốn làm cái gì nó làm là chuyện của nó. Ở đây mình muốn phản biện á, là đừng có bày đặt xem thường người dân Việt Nam của mình đó, mà mình đi lên mình tuyên truyền, mình nói nào là cơ sở bây giờ mình phải hãnh diện đồ, cơ sở hạ tầng của Việt Nam của mình đồ, bây giờ đường á hả thoáng, đồ cầu đồ này nọ, mà mình phải biết đó là đâu phải là sản phẩm của người Việt Nam của mình sản xuất ra đâu. Đó, các bạn nhìn qua bên Campuchia đi, nhìn qua bên Lào đi, tại Việt Nam của mình á,
muốn biết cái về cái kinh tế, cái địa vị của Việt Nam của mình, nó nhìn qua Campuchia với Lào đi, làm cái gương quán chiếu lại. Campuchia họ cũng đâu có sản xuất cái gì nhiều đâu, họ chỉ có mở casino không à. À mà càng Campuchia khôn lắm, mở casino mượn mượn dao giết người. À, Campuchia họ cấm người dân của họ đi đánh bài. À, kêu thằng Tàu qua mở sòng bài để luộc tiền người người dân Việt Nam của mình. À, người dân Việt Nam của mình đó là thích cờ bạc. À, có mấy cái ông gì mà cũ chủ tịch gì mà ở Phú Thọ đầu hai ba ông nó cũng dính vô cái đường dây quýnh bài cờ bạc đó. Rồi nó cũng chỉ cái yêu cầu là xử thôi, cho nó có chưa có xử, nó có chưa có án gì hết đó. Mẹ còn cái ông thầy tu khầy thịt chó đó, mẹ chẳng qua nó kết ổng, tại vì lúc trước có một cái clip ổng lên ổng chửi rất là nặng, ông chửi mấy cái ông thầy tu gì mà dùng cái bằng tiến sĩ giả, với một cái ông thích tâm phúc, ông thích gì đó đó, ổng chửi nặng quá thì tụi cộng sản nó khó nghe. À, nó gà vô nó đem người ta ra nó xử tốc hành luôn, rồi trong vòng tích tắc nó chở ra tòa án là nó có bản án 8 năm tù rồi. Có một số YouTuber người ta chia sẻ, người ta nói là 7 năm tù, nhưng mà đúng ra đó là 8 năm tù, xử ổng 8 năm tù chứ không phải là 7 năm tù đó. Còn cái thằng cha kia ở ngoài Bắc Ninh Thanh Hóa đó, ăn hối lộ 14 tỷ đó, chìm đáp máy bay an toàn rồi, chìm xuồng rồi, đâu có đem xử ra đâu, chỉ có dùng cái chữ đề nghị thôi. Các bạn biết không, mẹ người của nó mà nó ăn từ ở trên xuống dưới, nó ăn từ trái sang phải, từ đông sang tây, nó ăn mà ở Việt Nam mà không còn cái mỏ để cho nó ăn nữa. Mỏ bô xít bây giờ ở đâu, tiền á, đăng báo cái đi cho người dân biết đi, ai là chủ thầu, người nước ngoài là tập đoàn nào làm chủ thầu của cái mỏ bô xít à, đất hiếm, ai 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 là nhà đầu tư làm chủ cái mỏ đất hiếm, còn cái giàn khoan dầu ở ngoài khơi Vũng Tàu đó, biết rằng là họ cái giàn khoan dầu đó là hợp tác với Mỹ, nhưng mà lời lỗ bao nhiêu, đăng báo ra cho người dân biết đi, và đặt đừng có ngồi đó mà dùng cái tờ báo của mình mà viết mấy cái tờ tin tầm bậy tầm bạ, chiến sự Iran đồ này nọ, bầu cử Mỹ đồ, để đánh đánh lừa người ta. Mẹ nó dụ cho giới trẻ Việt Nam mê banh mê này mê kia vô, còn nó dụ Việt kiều thì chân dài chân ngắn. Ờ, Việt kiều đi về Việt Nam sướng lắm, đi về Việt Nam ngon lắm, mà ai không biết đi về Việt Nam mấy cô chân dài, ai không biết. Tử tờ mà cộng sản mà giống như cái kia mập Kim Jong Un mà nó cấm người nước ngoài lấy vợ người của nó, coi bên bên Bắc Hàn á, nó đâu có cho phụ nữ Bắc Hàn lấy chồng người nước ngoài đâu, đâu có cho đâu, bởi vì Việt kiều đồn mấy người trên thế giới đâu ai thèm tới tới thăm nước North Korea đâu, đâu có lợi đâu. Các bạn biết không, thằng cộng sản á, nó dụ người ở trong nước á, giới trẻ thì đá banh đá gà cá độ mạng xã hội TikTok, thấy không. À, nó dụ Việt kiều á là cái gì, gái gú chân dài, mới về Việt Nam là chỉ vậy thôi, chứ về Việt Nam có cái gì. Ở bên Mỹ thiếu gì đường xe cao tốc sao, không bao giờ thằng Việt kiều nào mà khen tự hào quá, nước Mỹ ơi mình có đường cao tốc hả, khắp mọi nơi. À, về ở Việt Nam uống cà phê đồ Trung Nguyên đồ. À, ở bên Mỹ cái cà phê Starbucks đầy đường, ai cũng có tiền uống á, sao không khoe cà phê Starbucks đi. Mẹ động động cái gì cũng phe phe Việt Nam, Việt Nam. Mà Việt Nam mà dân chúng người ta ở dưới quê, mà ở vùng sâu, vùng xa, thiếu ăn, thiếu thốn, rách mồng tơi. Mà đi học thì phải tốn tiền, đóng tiền học cho con, cho cái. Mẹ nó chả có lo được cái gì cho người dân, mà mở cái miệng ra nói cái gì cũng trên mây, cũng hay lắm. Đó thì bây giờ mình phải trở lại ca làm, sáng chủ nhật ngồi uống trà đá, bỏ ra vài phút giải trí thời sự đến với tất cả các bạn. Đến đây mình xin tạm dừng cái video. Cảm ơn thời gian quý báu của tất cả các bạn. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của tất cả các bạn. Cuối tuần và đầu tuần xin chúc cho tất cả các bạn thật là nhiều mạnh khỏe. Xin chào, tạm biệt.